những bệnh nhiễm trùng đơn giản sẽ không được điều trị dễ dàng nữa. Các liệu pháp điều trị sẽ phải mạnh hơn, thời gian nằm viện sẽ lâu hơn và tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Tôi không cho gia đình dùng kháng sinh nếu không có chỉ dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chuyên môn. Tôi biết rằng kháng sinh không thể chữa những bệnh nhiễm khuẩn do virus gây ra như cảm lạnh hay tiêu chảy. Do đó, khi con tôi bị mắc các bệnh này, tôi không cho con tôi uống kháng sinh mà luôn hỏi ý kiến bác sĩ và các chuyên gia. Tôi biết rằng hiện nay chúng ta đã bước vào giai đoạn mà kháng sinh đã không còn chữa được các bệnh nhiễm khuẩn nặng. Vì thế, tôi sẽ bảo vệ gia đình mình bằng cách đảm bảo các thành viên trong gia đình tiêm vaccine đầy đủ và thường xuyên rửa tay khi chế biến thức ăn. Những hành động đơn giản này giúp làm giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh và góp phần ngăn ngừa các nhiễm khuẩn có thể lây lan ra bên ngoài cộng đồng. Tôi là một người mẹ. Hôm nay tôi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, hợp lý.